Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bút Mực. Hôm nay Bút Mực chia sẻ với các bạn về một ngôi nhà. Đây là ngôi nhà của anh Hưởng và chị Mến tại thôn Cầu Tẩy, xã Cao Xá, huyện Tân Yên. Nên ngôi nhà được sử dụng sơn combo, một trong những loại sơn rất tốt cho thị trường hiện nay mà rất nhiều người chưa biết đến. Đây là một loại sơn bóng. Ngôi nhà được sơn cái sơn bóng với 100% acrylic, một loại sơn chịu, chùi rửa và chống được rêu mốc rất là tốt với một cái ngôi nhà như thế này. Đây là ngôi nhà sau khi đã được sơn xong, các bạn thấy bên ngoài với một màu vàng và kết hợp với một màu đồng tạo lên một cái vẻ sang trọng rất là riêng. Thế thì cái ngôi nhà này được ban đầu là như thế nào thì chúng ta cùng xem, và tổng chi phí cái ngôi nhà này nó hết bao nhiêu. Cái ngôi nhà này thì có cái diện tích khoảng trên 80m², các bạn, được thiết kế 2 tầng. Đấy, các bạn nhìn chúng ta thấy là đây là vế bên ba vế, vế đằng hồi, ba vế là được sơn chống thấm, còn vế tiền và phía bên trong, bên ngoài được sơn nót bóng 6.5LG của combo, sơn combo của công ty cổ phần dầu khí toàn cầu thuộc tập đoàn Đại Việt. Với cái loại sơn này thì các bạn thấy nó là cái bột acrylic, 100% acrylic, tạo cho chúng ta trong một trong những cái công nghệ sơn rất mới cho cái thị trường hiện nay. Nó độ phủ và độ bóng rất là cao, nó không như một số cái dòng sơn truyền thống mà các bạn đã gặp. Thế thì đây là cái ngôi nhà trước khi sơn. Các bạn thấy ngôi nhà này thì bên dưới được xây dựng từ năm 2002, đã được phủ một lớp vôi ve, trên thì mới được cơi lưới thêm như hình ảnh các bạn thấy. Thế thì sau khi đây các bạn thấy là đây là đang trong quá trình sơn nót, phía bên dưới thì đã được mài đi và phủ một lớp sơn chống thấm, tạo cái độ cứng cũng như là tạo cái lèn cho nó chai cứng. Đấy thì các bạn thấy đây là toàn bộ cái ngôi nhà sau khi đã được xử lý bề mặt và tiến hành sơn. Đây là anh thợ công nhân đang bắt đầu tiến hành sơn lót. Các bạn nhìn thấy cái ngôi nhà thì phía mặt tiền, phần dưới tầng này thì các bạn thấy là trước đây là hoàn toàn là bằng sử dụng là vôi ve mới. Ngôi nhà đã được sử dụng một lớp vôi ve ở tường tầng 1. Tầng 2 bên trên thì các bạn thấy là đã được mới được cơi lưới mở rộng thêm. Phía bên trong thì toàn bộ cái trần của gia chủ là do trước đây là sử dụng cái ván phủ phim làm tấm trần cho nên nó cũng khá nhẵn nên chủ nhà không chát. Do vậy là các anh em công nhân đã xử lý cái bột bả để xử lý cái trần, đánh tước cái trần để bả cái matit lên. Cái bột bả ngôi nhà này thì được bả cái bên trong nhưng mà vẫn được sử dụng cái bột bả ngoại thất sử dụng cho cái ngôi nhà này là cái phòng khách, và cái trần này hết 3 bao bột bả ngoại thất. Các anh công nhân đang tiến hành bả. Do cái trần này thì không được chát các bạn, cho nên trong cái quá trình nổi nõm cũng như cái độ cong vênh của cái mái trần nó rất là phức tạp, cho nên là các anh công nhân đã phải xử lý là cái trần này thay cho tạo cái độ nhẵn cũng như cái độ phẳng cho cái mái này. Thì các bạn nhìn thì chúng ta thấy là nó cũng rất phức tạp. Ngôi nhà này thì có một cái chiều cao là khá là cao các bạn ạ. Tổng tầng 1 là cao 4m6. Tầng 1 là cao 4m6 nên các bạn thấy là ráo là nó cũng rất nhỡ, buộc phải trồng hai cái tầng ráo lên, thi công cũng khá là phức tạp cho cái ngôi nhà này. Các bạn biết rồi, những cái ngôi nhà năm 2002 đến 2004, tức là từ những năm 2006 hết về trước, thì các bạn thấy là xây dựng ở một cái quá trình nó rất là khó khăn. Những cái lèn đổ, những cái trần đổ phần lớn là vẫn dùng cát, những cát sỏi. Sỏi thời đấy thì các bạn biết rồi, ở trong cái thôn quê chúng ta thì vẫn dùng cái thuyền rửa và lọc, và cái vật liệu xây dựng thì nó không được tốt và sạch như bây giờ, cho nên là cái quá trình cái tường này của gia chủ cũng khá là trông cũng khá là xấu các bạn, chát cát to và cái độ lồi lõm nó cũng khá là nhiều, cho nên là gia chủ quyết định là sử dụng thêm một cái lớp bột bả ngoài trời cho vào để bả trong cái lèn này. Thế thì trong cái công trường này thì các bạn, những cái gia đình nào, những các bạn mà ở gần khu vực Cao Xá của Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, thì các bạn có thể đến thực mục sở thị chiêm ngưỡng cái ngôi nhà này và chúng ta có thể xem để áp dụng cho cái ngôi nhà của mình. Cái ngôi nhà này là của anh Hưởng và chị Mến tại thôn Cầu Tẩy, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Nên thì các bạn có những cái nhà ở khu vực này thì các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể đến các bạn kiểm tra xem và đánh giá để chúng ta cùng trực tiếp chúng ta thấy cái chất lượng cái sơn cũng như là cái quá trình thực hiện cái ngôi nhà này, thì cái độ bóng và cái độ mịn của sơn thì nó như thế nào. Đấy, thì các bạn thấy đây là cái mặt tiền. Mặt tiền thì cũng đang được anh công nhân bắt đầu sơn màu, cũng cái sơn màu vào. Thì các bạn thấy là cái mặt tiền này thì nó cũng hết sức là phức tạp do quá trình sử dụng cái nó lâu năm, rêu mốc nó bám khá là nhiều, cho nên các anh thợ cũng mất khá là nhiều công để làm cho cái ngôi nhà này. Thì cái ngôi nhà này thì theo cái tiền công khoán thì nó hết khoảng độ 8 triệu các bạn. Thì đây các bạn nhìn này, là chúng ta thấy là sau khi sơn xong, các bạn thấy sau khi sơn xong thì cái ngôi nhà của chúng ta nó có cái mặt tiền như vậy, một màu vàng kết hợp với màu vàng đồng tạo lên một cái dáng vẻ nó rất là riêng, rất là riêng. Các bạn thấy là ngôi nhà này bên dưới thì đã trước đây được quét vôi ve sau khi xử lý và đã sơn lên, thì các bạn nhìn chúng ta thấy là nó rất là ok. Các bạn thấy là 2002 ngôi nhà được xây dựng vào cái thời gian đó và đã được sơn, đã được vôi ve. Cách đó thì hôm nay được sơn lên một cái màu như vậy. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái màu vàng, một màu vàng rất sang trọng, quý phái, một cái màu hoàng cung rất là đẹp. Chúng ta nhìn thì thấy cái ngôi nhà này với cái diện tích 80m² cho một cái sàn thì tổng 2 tầng các bạn, tổng 2 tầng. Thì trong cái tổng cái 2 tầng này thì các bạn thấy là cái ngôi nhà đây, chúng ta vào bên trong thì sau khi bả tường thì các bạn nhìn thấy bên trong thì sơn một cái màu sơn xanh nhạt, một màu sơn xanh nhạt rất là dịu và rất là đẹp mắt. Nhìn cái trần, các bạn thấy cái trần của chúng ta khá là trắng. Cái trần này thì không phải là sơn siêu trắng đâu các bạn, cái trần này thì được gia chủ sơn cái trắng bóng. Và cái nền tường thì các bạn thấy là sơn cái màu trắng, màu xanh 6.5 LO của sơn combo. Nên các bạn thấy sơn này của nó là 100% acrylic, bột nhựa acrylic, cho chúng ta chùi rửa và mài mòn không rêu mốc các bạn, chống thấm ngược rất là tốt. Thế thì cái ngôi nhà này các bạn thấy sau khi phủ xong, đánh xong thì các bạn thấy cái độ bóng từ những cái ánh đèn chiếu vào, cái độ mịn, độ bóng các bạn thấy là khá là tốt. Đấy, các bạn nhìn chúng ta quan sát nó rất là đẹp. Thế thì tổng cái ngôi nhà này thì hết bao nhiêu tiền sơn, thì sau khi các bạn xem từ bên dưới và bên trên cũng như bên ngoài như vậy, thì cũng xin thưa báo cáo với các bạn là với cái ngôi nhà này hiện tổng tiền sơn là hết 19 triệu. Các bạn thấy cái trần rất là trắng, 19 triệu tiền sơn. Cái sơn này là sơn bóng, đấy, sơn bóng các bạn, hoàn toàn là bóng, có thể chùi rửa, lau chùi các bạn thoải mái. Những cái rêu mốc các bạn có thể là dùng cái rẻ rửa bát, dùng cái rẻ chùi, xoa rửa, lau chùi rất là tốt, chịu mài mòn, chịu cọ rửa và đảm bảo các bạn là hoàn toàn không có rêu mốc. Nên các bạn thấy là rất là bóng. So với cái độ bóng thì những cái dòng sơn danh tiếng bây giờ các bạn thấy là về cái sơn này thì các bạn thấy là đã đạt được 3 cái chỉ tiêu. Một là cái thương hiệu cạnh tranh top đầu trong 50 cái sản phẩm là đạt cái thương hiệu cạnh tranh, và trong cái sản phẩm mà đạt về cái đảm bảo vệ sinh môi trường là đảm bảo tốt, được cấp chứng chỉ chứng nhận rất là ok. Các bạn thấy là cái dòng sơn này của chúng ta hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cuộc sống mà nó hoàn toàn không có mùi. Đấy, không có mùi vị, đảm bảo rất là an toàn trong cái quá trình sử dụng. Các bạn, chúng ta lên cái tầng trên thì chúng ta thấy là hoàn toàn đây là cái tầng 2. Chúng ta đi lên thì chúng ta thấy cũng đã đang bắt đầu được phủ rất là rộng, cái không gian khá là rộng. Tầng 2 ngôi nhà này thì không có trần các bạn, chỉ có tường không, rất nhiều ô đố ngăn gian. Đấy, các bạn nhìn chúng ta thấy có một cái không gian tương đối là rộng, bề tường khá là nhiều. Với cái diện tích như này mà chúng ta sơn với cái lượng sơn phủ như vậy, các bạn thấy ở đây thì sơn 2 lớp kiềm các bạn, 2 lớp lót kiềm và 3 lớp màu, 3 lớp màu với 3 lần sơn nước màu và 2 lần sơn nước kiềm, với tổng chi phí là mới hết 19 triệu tiền sơn.
các bạn thấy là chúng ta thấy là rất là rộng cho cái ngôi nhà này. Các bạn có thể đến xem, chiêm ngưỡng và áp dụng cho cái ngôi nhà của mình để thấy làm sao chúng ta thấy cái tính hợp lý và tính sang trọng cho cái ngôi nhà, cũng như cái độ bóng và độ bền, cũng như độ chịu chùi rửa mài mòn. Các bạn thấy đây, các bạn nhìn chúng ta thấy là cái combo độ bóng rất là tốt. Chúng ta thấy là combo 6.5 LO, đây là cái sơn bóng dùng cho nội thất. Các bạn thấy là với cái độ bóng mịn như thế này, bóng chúng ta rất là đẹp, chúng ta có thể cọ rửa không rêu mốc và chịu mài mòn rất là tốt. Chúng ta nhìn từ không gian, với một cái không gian rộng và với những cái bức tường như này, thì chúng ta thấy là cái độ sơn của chúng ta đưa vào cái ngôi nhà cũng khá là lớn. Chúng ta thấy là cái mức độ mà phụ với 32 nước lót và 3 nước màu. Thì thông thường thì các ngôi nhà thì chúng ta chỉ sơn 2 nước lót và 2 nước màu thì cũng đã cho chúng ta là khá là đẹp rồi. Nhưng với cái ngôi nhà này thì các bạn, là do cái quá trình là thợ sơn tính toán cái sơn màu, thợ sơn cũng chưa sơn bao giờ, cho nên là dẫn đến là chúng ta thấy là nó ra bị dôi dư so với cái độ phủ và cái độ bóng của cái sơn này, nó độ hao cũng như độ thấm mút của tường nó ít, nên là đã bị dôi dư ra một số lượng sơn, cũng đục thêm một nước lót nữa, nên các anh thợ là đã lót lên là 3 nước, đã sơn lên là 3 nước với là 2 nước lót kháng kiềm và 3 nước màu. Với chúng ta thì chỉ cần là với công nghệ xây chát bây giờ thì nó rất là đẹp, chúng ta chỉ cần sơn 2 nước kiềm và 2 nước màu thì cũng đã cho chúng ta là cái độ phẳng mịn rồi. Các bạn thấy với cái tường bả như thế này rất là bóng mịn, rất là đẹp. Các bạn thấy là rất là ok. Rồi, bút mực xin cảm ơn các bạn đã ghé xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn có những công trình bền đẹp.